xin chào tất cả cô chú anh xem đã quay lại với kênh của em ha thì hôm nay em tiếp tục lên vườn của chú tám em quay lại cho những cái cây mà chú tám ghép ở đợt trước anh em em quay cho anh chị em mình xem lại ha ở cái những cái cây mai đổ đợt trước thì em đã quay mới quay rồi thì hôm nay em quay những cái cây mới ghép cho anh chị em mình cho nó có sự thay đổi ha còn cái đám mai vip đổ lần trước thì em sẽ quay ở clip sau cho anh chị em mình nha cái bài này chú tám đặt đó hồi hồi cái bữa mà lên quay mấy cái đám mai đổ của chú tám đó thì cái này là chú tám ghép còn trùm bịch ở phía trong nhà đó anh em thì hôm nay cũng đã đưa nó ra ngoài nắng rồi nè anh em tượt đi rất là dài ha ở đây thì chú tám cũng đã vô dây à, dìu nhánh cho nó đi đúng hướng và cái thứ hai nữa là dằn dây để cho gió mưa giông đỏ nó đừng có làm lật cái bo của mình ha tại cái bo của mình nó mới ghép anh em thì nó mới chỉ là dính nhựa vô thôi cái bo nó vừa dính vô cái thân bằng nhiều thôi thì nó cũng còn rất là yếu ớt nếu mà dập gió mạnh hoặc là mình tưới à, dồi nước nó bự quá hoặc là mưa rồi đó thì nó sẽ bị lơi làm gãy cái bo của mình ha nên ở đây à, chú tám quấn dây ông ông nó chủ yếu là lấy cụm dây để dịnh cho cái bo của mình một là đi đúng hướng và hai nữa là thì tránh cái trường hợp là bị lai gụng bo ha à, chú tám cũng mới ghép một số à, cây đổ mới nữa này anh em à, đây ghép xong rồi mình dìu dây ra này thấy không mình dắt 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 nó đi theo cái hướng của mình mong muốn luôn chứ anh em mà để bự quá ha, thì anh em mình hạ sữa anh em để bự quá anh em mới sửa thì uh, nó sẽ không có đẹp như cái ý muốn của anh em tại cái nhánh của mình khi mà nó cứng anh em mình sửa sẽ bị dập bị gãy đâu ha còn đây non như vậy thì nó còn rất là mềm thì mình cứ dìu cho nó đi ra đúng hướng đúng hướng hết quấn dây rất là lỏng đây nha anh em quấn dây rất là lỏng ha để cho nó đừng có phiết dây anh em quấn cái chỗ mình phải cố định cho nó thiệt là chắc nhưng mà lúc mà mình quấn vô cái nhánh thì mình quấn rất là lỏng đây ha quấn để cho nó đừng có bị phiết cái nhánh của mình nha để nhiều khi anh em mình không có đế anh em mình quấn chặt quấn đẹp đó là nó sẽ bị phiết dây đây chú tám quấn cũng rất là đơn giản nha chủ yếu là mình cái cái cây đầu tiên này nè là mình diều cho nó đi đúng hướng thôi cái nhánh nó còn non nó còn mềm thì mình chỉ cần diều nó thôi thì cái sự phát triển của cái nhánh non thì anh em biết rồi hồi nào nó cũng rất là mạnh thì mình diều nó như vậy thì hai ba ngày sau ý thì nó sẽ đi theo đúng hướng của mình và cái nhánh của mình nó sẽ dịu đẹp hơn ghép lên rất là sung đi anh em mấy cái này ghép đi tượng mức gược luôn anh em cái giai đoạn đầu này thì anh em mình chỉ cần là tứ dưỡng thôi ha tưới dưỡng dễ á dưỡng nè anh n anh n 3 mà qua google god hai gì đó mình có loại nào thì mình tưới loại đó nhưng mà mình chỉ tưới dưỡng thôi đừng có vô anh nào sớm quá ha đây mình vô dây mình nhiều còn ở trên thì cứ xịt dưỡng xịt sâu nha mai á, nói chung là xịt nguyên một năm không có hồi nào nghỉ hết cứ à, từng lễ sau ha từng lễ dưỡng từng lễ sau từng lễ dưỡng từng lễ sau xoay dòng xịt suốt không có nghỉ hồi nào tân được già cũng vậy được non cũng vậy cái lúc mà tược non thì mình xịt bệnh lá xịt sâu ăn lọt rồi tới mà cái lúc tháng 9 tháng 10 á đọt non nó hết đi nhưng mà mình vẫn phải xịt sâu xịt sâu để tánh sâu nó ăn nụ ha năm nay thì chú tám đầu tư cái xu hướng cây lùng á em cái cây mà lùng lùng thì năm nay chắc có thể là xu hướng ha tại vì uh, cây lùng thứ nhất là mình chuyên chở mình vận chuyển mình đóng hàng mình giao lưu qua mạng những anh em ở xa ví dụ như miền tây bán ra hà nội rồi cũng vậy cây lùng cây gọn thì mình đóng hàng vận chuyển rồi mà cũng có là khỏe nhẹ giữa cái chi phí chỉnh sửa nè chi phí vận chuyển nè chậu bọng đồ đâu đó cũng nói chung là nó sẽ nhẹ rất là nhiều còn những cái cây cao thì nói chung là những cái dáng đẹp cây bự cây cổ thì mình bắt buộc mình phải chơi cây cao thôi còn đối với những cái hàng lùng thì cái cây nào mà hạ lùng được thì mình cố gắng hạ lùng cái này là cũng như ý kiến cá nhân thôi nha anh em theo cái quan điểm của em thì nó là vậy tại mình mua bán bây giờ ví dụ như mình có thể là mai vàng này gửi ra nước ngoài vẫn được nha anh em nha, thì mình vận chuyển nó cũng khỏe nè kiển xanh rồi cũng vậy hầu như là giờ cái xu hướng cây lùng hoặc là người ta đi xe 7 chỗ thì người ta có thể là bỏ trong xe 7 chỗ luôn ha còn ví dụ như mình mình bán có một cây thôi mà một cái cây đó nó cao mét rưỡi thì bắt buộc mình phải thuê chiếc xe tải nó nó rất là tốt đội chi phí lên nên năm nay cái xu hướng cây lùng cây lùng thì nói chung là đế đắm điều phả điều là ok rồi mai vàng thì nó sẽ những cái hàng vip nó sẽ hơi trên lệch so với những cái hàng thường anh em biết sao mai vàng chủ yếu là chơi hoa cái gốc nó tương đối tầm khoảng 6 nút là được rồi là mai vàng thần quay quái đế đế đều đều một tí là được rồi khoảng 6 nút 7 nút là được rồi tại vì cái mai vàng là cái chơi hoa mình cần cái độ quái để mình chơi hoa còn phải như cái kiển xanh thì mình cần phải số dách uh, 9 nút rồi ha Đây, tược đi rất là sung rất là mướt luôn em quá đẹp cái giai đoạn đầu mới ghép là cái cơi này là cái cơi ngon nhất nè đi cơi một với cơi 2 là khi mà cây mai vàng mình mới ghép là nhìn nó đã lắm nó mướt ruột cái cây anh em ha. nhưng mà qua tới cơi ba cơi 4 cơi năm là hết đã rồi nha k 3 k 4 k 5 là lúc đó là xịt thuốc mà dữ lắm Nó đầy nhiều lá, đọt nó đi nhiều á Mình xịt thuốc, xịt dưỡng tới phân, xịt thuốc, xịt dưỡng tới phân cực lắm Còn cái giai đoạn đầu này mình nhìn nó rất là mướt cây okay. Lá mướt gược luôn á à, Nhớ nha anh em, cái giai đoạn đầu mình ghép tầm khoảng 3 tháng, 4 tháng đầu á kể từ lúc mà mình ghép cho đến 3 đến 4 tháng sau á, là mình chỉ tưới dưỡng thôi anh em mình chậm vô nào bị ca lại đi cho cái tược của nó vượt ha ghế nó mạnh ghế nó bắt từ từ nó mạnh nhánh của mình nó 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 mỏng để mình chỉnh sửa để mình dìu cho nó đi đúng hướng ha rồi sau này khi mà được ba bốn tháng đổ lên thì bắt đầu mình mới nhử NPK vô cho cái cành nhánh của mình nó mập ha chứ còn mà bây giờ mà anh em tưới NPK vô thì nhiều khi cái cây của mình nó chưa có phục hồi nó chưa có ngon mà anh em tưới phân mình NPK vô liền thì nhiều khi cái cây của mình nó sẽ bị sốc ha có thể là bị gớt bo thậm chí là có thể bị hư luôn cái cây nên cái giai đoạn ưu tiên tưới dưỡng thôi ba bốn tháng đổ lên rồi anh em mình hả tưới phân không sao không ảnh hưởng gì đến cây hết nhìn cái màu mướt quá nè đa số lùng lùng tán lùng lùng có những cái cây mà cây cao cắt lùng không được nha anh em nếu mà cây cao cây bự hoành mà không có đường cắt lùng á mà anh em cố chấp cắt lùng xuống thì cái thẹo nó rất là to mình nuôi có thể nó sẽ bị hư cây còn đa số là những cái cây lùng hầu như là cây cây kiển để cao nó rất là dễ để cao không cắt là để cao được thôi nhưng mà cắt được cái đường đẹp mà người ta mới cắt nha anh em những cây mà ngặt nghèo lắm người ta mới để cao hoặc là những cái cây mà tàn thông đồ nó đẹp tàn thông cần một cái cái tàn lớn để à, vườn sân vườn đồ thì người ta mới để lớn thôi nè. À, nhưng mà tại năm mấy năm nay anh em thấy không mai vàng tay chân vô nhà mà nếu mà cái cây cao mét gửi hai mét rồi làm sao mà ginh vô nhà, làm sao mà ginh lên lầu 3, lầu 5, lầu 7 ginh lên sân thượng chơi được. À, nên đa số là những cái cây hàng vip vip cành nhánh chuẩn gọn là ok nha anh em. Nó đi nó mướt lên là anh em nhìn nó đẹp nhìn chịu không nổi ha ngon nhất nhìn cái khúc giai đoạn này là đã nhất mai vàng nó chỉ có mấy cái giai đoạn là nhìn đã thôi một là mới à, cắt phôi hai là mới vừa ghép ba là lúc mà vô dây dựng ngọn tháng 5 sáu nữa là cái, cái 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 lúc mà làm nụ lúc quay nụ coi nụ rồi lúc mà lãi lá ra tầm khoảng 7 đến 10 ngày Nên là nó chỉnh những cái giai đoạn đó là nó rất là đã còn những cái giai đoạn mà em không nhắc đến là những cái giai đoạn đó là cực tươi phần dịch thuốc rồi mệt lắm này coi cây này dáng rất là hay luôn ha nhìn nó dịu dàng ghê anh em thân lắc rất là mượt ha mướt ghê mướt ha đây nói chung thì mai mà mình ghép vào cái giai đoạn này á, thì mình khỏe rồi bây giờ mà lỡ như nó có mưa xuống anh em thì cây của mình nó cũng cành nhánh lá lú của nó cũng đã có rồi mình đưa nó ra nắng như thế này gặp mưa dầm á cũng không sao hết tại vì cây của mình nó có lá nó hút nước được rồi sợ nhất là bây giờ mới ghép nè bây giờ đổ lên mới ghép á là anh em phải kỹ anh em phải có nhà to nhà để anh em mình để vô để tránh những cái cơn mưa dầm nha cây của mình mới ghép mà bị mưa dầm tại vì nó chưa có tược nó chưa có lá gì hết mà mưa dầm thì nó sẽ bị dư nước nó sẽ bị thúi rễ cây mai của mình còn như mà mình ghép xong bây giờ nè, nó đi đã nó đi cơi hai rồi ha. thì mình đưa nó ra về lỡ có mưa dầm cũng không sao tại cây mình nó có lá nó hút nước rồi không có sợ nó không có hấp thu được nước à. còn như bây giờ đổ lên là ghép ghép phải kỹ ghép vẫn được chứ không phải là không được nhưng mà phải ghép phải kỹ chứ nó không còn ngon nữa à. như vừa qua tết anh em mình ghép từ ví dụ như từ hồi tết tới giờ mình ghép là tới nay cây mình nó đi ba cây rồi hai cây ba cây rồi à, thì đưa ra nắng bình thường rồi chăm sóc y gan như cái cây mai cắt đôn rồi đúng không còn mà bây giờ mới ghép nửa năm rồi anh em bây giờ là nửa năm rồi còn gì nữa bây giờ thì anh em mình ghép thì tới đợt mưa dầm xuống thì nó lại không ngon nhiều khi anh em mình cũng có hỏi ghép vào cái giai đoạn nào nó ngon đó Ủa, nhìn nó đi tượng rất là mướt để hồi em qua em quay cái lô mai em mới lên clip hôm kia gì đó anh em quay ở nhà em đó em chia sẻ với anh em mình là đối với những cái cây mà chưa thay chậu đồ đó ha, thì thay chậu hồi tết thay chậu chưa thay chậu gì đó hồi em sẽ qua quay cái đám bên kia em tư vấn thêm cho anh chị em mình ha em có làm rồi nhưng mà hôm nay thì chú tám cũng đang làm nên em sẽ nhắc lại cho anh em mình để coi xác thực coi em chỉ ở nhà em và đi ra những cái chỗ khác người ta làm có giống như anh em mình chia sẻ cho anh em mình không nhiều nhánh hả đã ghê không nhìn cái khúc này nó mướt mướt gượt chú tám đây ghép cũng cũng nhiều dòng em thấy nhiều cái dòng lá nó khác nhau này ha đây thì chắc cũng có một một hai cây siêu bông bình lợi một hai cây thủ đức phú tân cũng có ha nói chung thì mai thì không có bắt buộc anh em phái giống nào anh em cũng được không có cần chơi theo số đông anh em nói chung là anh em mình á, là cái người chơi cái người chủ cây anh em phái giống nào thì anh em mình chơi giống đó thôi ta chơi gì ta chơi kệ người ta người ta phái sở thích của người ta anh em mình phái sở thích của mình được đi thả dài ha chủ yếu là anh em mình cái giai đoạn này mình thả tược đừng bấm đừng bấm nha anh em đừng bấm đọt nha cái cây cắt đôn á cái cây già mùa á thì anh em mình hả bấm đọt còn cái cây này nè cây ghép này nè anh em mình khỏi bấm đọt cũng được đó anh em mình thả cái cái tược cái cho nó dài ha rồi anh em mình vô dây mình chỉnh sửa mình thả cho cái tược cái đó, đó nó mập rồi bắt đầu mấy cuối năm ha. bắt đầu mình mới cắt đôn mình cắt thâu vô tút vô tông vào bây giờ là chủ yếu mình thả cho nó dài để cho nó mập đó nha anh em ha. thả giống như kiển xanh vậy anh em thấy không kiển xanh hồi nào thả cũng có cái cút chính hết tầng thì mai vàng này cũng vậy bây giờ mình sửa mình ghép cái bo đó xong mình kéo ra mình sửa mình lấy một cái nhánh chính mình thả cho cái nhánh chính đó nó thiệt là bự một năm hai năm gì đó rồi bắt đầu mình mới rút cốt mình điểm xương dâm điểm chi tàn con lên cho nó đầy tàn chứ có cái tược dài này mà anh em mình cắt cái là cái cây của mình không có mập cái xương chính á cái kiểu đó cái kiểu mà anh em bấm đọt đó, thì anh em mình sẽ làm cho nó nhanh tròn tàn nhánh nó nhảy nhiều nhánh thôi nhưng mà cái cốt của anh em nó sẽ chậm to lắm nên cố gắng thả cái từ chính thả bây giờ tới tới tháng 5 tháng tháng 6 là nó cứng tược rồi anh em mình có thể là cặm cây anh em mình dèo nó lên sợ nó bị quằn rồi tới cuối năm thì anh em mình cắt đôn là bắt đầu chuyển qua cây mùa hai rồi thì tới lúc đó nó dễ chăm sóc rồi còn giai đoạn chính thì mình cứ thả như đây chú tám cũng đâu bấm rồi anh em thấy không cứ sửa ra cái nào nó đi cứ đi kệ nó mốt có gì quấn cộng dây dịnh nó lại đừng cho nó bị gãy rồi ok số hàng mini cây bay nè nè mấy cái cộng sinh chính này thấy không quấn rồi thả từ cho nó đi đâu nó đi kệ đó đẹp ghê không thôi. nó tròn với nó ngọn đó nó cái nhánh dài chú bên chú tám thả nha cái nhánh đó là mốt mình thả cho nó dài ra để cho cái xương chính của mình cái cốt 1 cốt 2 cốt 3 nha giống như yên chuyển xanh cốt một cốt hai cốt ba mình thả cho cái xương đó nó mập thôi còn đây là cái đám mai gốc nhớt nè cái đám này thì chú tám em có nói ở clip trước rất là nhiều rồi em có chia sẻ cái giai đoạn tháng 5 á, chăm sóc mai vàng tháng 5 á, những những gì cần làm trong giai đoạn này đó thì em cũng có nhắc đến là đối với những cái cây nè anh em thấy không hồi lúc tết mình cắt đô mình không có thay phân nè anh em thấy không phân nó cũ mà có chút xíu phân nè nó nhưng tại mình không có thời gian thì mình vẫn cắt ở đây rồi nó lên tượng như thế này rồi nó ngon lành như thế này nó ra cây hai rồi bắt đầu anh em mình nhổ lên anh em mình sang qua chậu như thế này mình thay thêm phân đó mình thay phân nó cái kiểu mà hồi tết mình không có thời gian thay thì bây giờ mình thay đợt tết em cũng có hỏi bây giờ anh không có thời gian thai anh bỏ được không rồi chừng nào thai đó thì lúc gài nè nó già cơi hai nè là anh em mình sẽ thay nha với anh em mình nhìn đây nè cái chậu phân á, cái chậu hiện tại là cái chậu ba tất rưỡi nhưng mà chú tám vô có nửa chậu ở dưới thôi là cái lòng chậu ở dưới á, nó chỉ tầm khoảng là hai mươi lăm thôi cái chậu này là cái chậu ba rưỡi nhưng mà vô có nửa chậu thì nó tầm khoảng 25 thì bây giờ chú tám nhỏ cái cây lên chú tám đưa lên bằng cái mặt chậu thì nó sẽ giống như cái kiểu mà từ hai gửi thảy qua chậu ba gửi chậu ba vậy đó em nó sẽ có một cái phản hở là năm phân để cho anh em mình nhét phân nhét chất trồng vô Đây. tại vì lúc mà mình vô thì mình chỉ vô có nửa chậu ở dưới thôi còn bây giờ khi mà mình nhổ cái cây lên mình bươi phân bươi cái dòng ghìa của phân á, chất trồng của phân á, anh em mình bươi ra tầm khoảng 30 phần trăm là bắt đầu mình vô chậu rồi nha cái hồi tết á mình thay cây mà lúc tết lúc mà mình cắt đô á anh em thì cái cây của mình nó sẽ không có lá nên mình có thể là bươi chất trồng ra 50 70 80 phần trăm nhưng mà bây giờ ha, bây giờ nè anh em thấy không cây của mình nó có lá um tùm thì anh em mình dở lên anh em mình chỉ bươi tầm khoảng 20 cho đến 30 phần trăm chất trồng ở ngoài thôi chứ không có nên bươi giống như hồi tết nha nó cái chậu này anh em thấy không chậu vô các lùng có nửa chậu ở phía trong thôi thì bây giờ mình nhổ cái cây này lên mình bỏ tầm khoảng 30 phần trăm dòng ghìa cái là mình lót phân dưới đáy chậu mình vô lại cái chậu này luôn nha mình khỏi cần thay chậu thay vì chú lúc trước á chú tám phải mua hai lần chậu mua chậu hai gửi để vô nó rồi bây giờ thay qua phải mua thêm cái chậu ba thì chú tám tận dụng là mua sẵn cái chậu ba luôn nó như thế này rồi anh em mình vô nửa chậu ba rồi mình cắt đôn xong mình thảy nó lên nguyên cái chậu ba từ nửa cái chậu mình lên nguyên cái chậu thì anh em mình thấy thêm rất là nhiều phân vô thì cái cây của mình nó sẽ hút bắt ra cái phân mới đó thôi nè cắt đồn con chút con chút xíu phân anh em thấy không chắc trồng là có chút xíu đâu có nhiều đâu tuột đồ đi cũng ngon ha bây giờ cái cây này anh em thấy không cái cây không thay phân hồi tết là mình không thay phân nè anh em thấy không anh em thấy cái tuột của nó đi đâu có bằng mấy cái cây mà mình đã thay phân đâu lúc gài tại nó hết phân rồi nó hết phân mới rồi nó, à, nó, nó đâu có chất dinh dưỡng nhiều đâu nên cái tuột của mình nó hơi khằng khằng nè anh em thấy rõ ràng ha thì bây giờ mình thay phân mới vô thì nó sẽ bắt và nó sẽ đi tiếp còn anh em mà không thay là để đây là cái đọt này nó sẽ bị chai luôn nha chú tám cũng đang làm bên đây mới bên kia mới nè chú tám nè mấy cái này này không có chút xíu phân nè mấy cái này hiện giờ bắt buộc phải thay thôi nếu mà mình không thay phân thì nó không có đủ phân nó ăn nó không có chỗ nó bám rễ mới và phân của mình nó cũng đã mục rồi nó sẽ không có chữ giữ giữ nước lại được và giữ dinh dưỡng mình tưới cho nó được à, bây giờ thì bắt buộc phải nhổ lên thai bây giờ thai thì nó sẽ cực hơn cái lúc mà hồi tết tại vì cái cây bây giờ của mình nó nó đang ôm lá thì khi mà nhổ lên làm á, thì anh em phải kỹ phải canh đọt cho nó già một là già cây một hai là già cây hai ba nữa là già cây ba mình mới nhổ lên chứ đừng có nó thấy nó, nó đang đi đọt non mà nhổ lên cái là nó sẽ bị héo bị gũ đọt bởi vì lúc mà vừa qua tết là anh em mình thai nó sẽ ngon hơn Nha, mình làm lúc đó cái cây của mình nó không có lá cây của mình nó không có bị héo nên mình thay cái lúc đó là nó khỏe nhất còn nếu mà không ở không thì bây giờ anh em bắt buộc phải thay nhưng mà bây giờ thay thì anh em phải kỹ hơn nha giờ mà làm mình cực một là có lá nè mình làm nó nó nó, nó chậm hơn nè nha, rồi sợ cây mình nó héo rồi phải canh đọt nữa đây một số cây lớn thì chú tám cũng vẫn y quan như vậy thôi nha mấy cái cây này thì hồi tết mình thay rồi thì mình thay nó đi tuột phà ha còn đối với những cái cây mà phân nó cũ mà hồi tết mình đi cho thuê về mình không có làm kịp á mình không có thay á thì bây giờ bắt buộc mình phải thay phân mới còn những cái cây này mình có làm phân rồi làm chất trồng hồi tết rồi thì bây giờ mình chỉ đi kiểm tra đối với những cái cây mà đã thay chất trồng lúc tết rồi đó bây giờ mình vẫn phải kiểm tra nha anh em bây giờ mình phải đi vòng vòng mình ấn cái tới cái tay của mình mình chọt vô những cái kẻ rễ chọt vô cái thành chậu coi 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 chỗ nào nó bị trống phân chỗ nào nó bị sụp phân thì mình lấy phân mới mình đè mình nhét vô những cái chỗ sụp chỗ trống đó nha anh em hồi tết thay xong bây giờ vẫn phải kiểm tra lại đây ha còn đây là những cái cây hồi tết chú tám không có thay nè hôm nay chú tám thay phân cho nó nè nha. dẫn cái cây bự cây nhỏ gì vẫn vậy luôn nhổ nó đưa nó lên rồi kiểm tra coi chất đồng chỗ nào một mình khiều 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 khoảng 20-30% mình khiều ra rồi mình đặt lại cái chậu hợp lý mình nhét phân mới vô thôi hạn chế động ảnh hưởng đến bầu nha đừng có vũ ra 50 70 80 phần trăm là cái lá ở trên nó sẽ bị héo nha mình chỉ bôi dòng ghìa cái chậu thôi chỗ nào mà phân nó mục phân nó sụp á mình bươi ra rồi mình lót phân mới mình để vô rồi mình dùng tay mình kiểm tra giống như kiểm tra mình ấn vô những cái kẻ ghế những cái chỗ nào có nó bị sập phân mình làm lại nha, đây nè mấy cái này chú tám mới thay không nè đây là những cái cái cây mình phải canh đọt nha hồi nãy em cũng có nói rồi đó canh đọt cây cây nào mà đọt non nè như cái này anh em thấy không đọt nó đang non như vậy thì anh em mình chờ cho nó lụa già rồi thì anh em mình hãy làm cho nó ngon nha chứ lúc gà thì làm phải cực bắt buộc lúc gà thì nếu mà hồi tết mình không tay thì bây giờ mình sẽ cực mình phải canh đọt nè những cái cây đọt già như cái cây này nè cái cây mai của mình đâu phải là hồi nào nó cũng xanh đen nó đâu phải hồi nào tược nó cũng già một lượt đâu thì anh em mình coi coi tổng thể cái cây này đọt già nó tầm khoảng 70 phần trăm đổ lên thì anh em mình làm được còn nếu mà nó mới có à, nó tược non tược non nó 50 phần trăm bảy phần trăm thì mình cố gắng mình chờ mình chờ cho cái tược nó, nó lụa già lại mình hãy làm đây giống như cái cây này nè anh em thấy không đó thay phần phần còn mới nè nó còn gớt tao trấu sẽ vừa ra mới thay chắc này khoảng 1 đến 2 ngày thôi chắc trồng còn mướn là mới luôn ha túi nó chưa xẹp xuống mà nè cái tược cây anh em thấy không nó lụa cây nào nó lụa già nó lụa vậy nè nó lụa là cái kiểu mà nó gần già rồi đó anh em khi mà cái cây của mình nó già thì có thể là nó sẽ chuẩn bị đi tược mới bởi vậy anh em mấy canh nó vừa lụa nè anh em thấy không cái lá nó lụa nó không quá non mà nó cũng không quá xanh nó vừa lụa cái lá lại nó vừa cứng cứng nó vừa già không quá non mà cũng không chưa có kịp già đó là gọi là lụa đó anh em nha thì mình sẽ tiến hành mình thay chậu nha còn nhiều khi mà mình chờ cho tới nó già hết cây đọt luôn thì nhiều khi nó vừa già xong là đã nhóm cái cây mới ra rồi thì anh em mình thay lại không ngon nha còn nếu mà non quá mà anh em thay thì nó sẽ bị xỉu cái lá nên cố gắng chờ cho da lá nó lụa lại đó, làm phân mới là hết trơn anh em thấy không cây nào mình không mình thay hồi tết rồi hoặc là phân nó còn mới thì anh em mình cũng phải là lấy dùng tay anh em mình đè xuống nha nè, như mấy cây này tượng non này anh em thấy không nó tượng non thì mình chưa mình chờ tại cái vườn của mình nó hồi nào nó cũng phải có cây già cây non có cây bự cây nhỏ thì mình canh những cái cây nào mà lụa đọt thì mình sẽ làm nó liền còn cây nào mà đọt còn non thì mình cứ chờ chờ cho nó lụa là mình làm ừ. như mấy cái này lụa đọt cái này thấy không tưởng nó lụa lại tân không nó không quá non không quá già lụa nha nhiều khi anh em mình không hiểu cái từ lụa nó mình vô chất mới cho nó tại vì mai cả một cái sân của mình ví dụ như anh em có một hai cây thì anh em mình canh nó khỏe còn ví dụ như vườn ta nhiều năm bảy chục cây tâm hai trăm cây rồi đó thì mình cứ xây dòng mình canh cây nào lụa già mình thay trước còn cái mấy cái cây kia mình khi mà mình làm những cái cây lụa già đó xong thì nó cũng khoảng từng lấy 10 ngày thì những cái cây kế tiếp nó cũng già rồi thì bắt đầu mình làm lắng 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 lấn tới từ 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 tới để uh, em quay cái đám này thôi còn cái uh, đám mai đổ hoặc là quay những cái cây đẹp thì em sẽ quay ở những cái clip sau cho anh chị em mình ha À, để cái kia mới quay nay chưa được tháng mà quay lại thì nó không có hay lắm rồi em cũng cảm ơn cô chú anh chị em mình đã xem và ủng hộ em trong thời gian qua rất là nhiều cô chú anh chị em mình xem chưa đăng ký nhớ đăng ký kênh ủng hộ em ha rồi anh em mình có những cái vấn đề nào cần hỏi cần giải thích cần giải quyết gì đó thì mình có thể là bình luận vô để em sẽ trả lời cho anh em mình ở những cái clip được tới rồi anh em mình cũng không có gì bình luận đó thì anh em mình có thể là thả tim ha tả tim vô trong cái video hoặc là anh em mình bình luận bất cứ thứ, thứ gì để cho nó tăng cái tương tác trong cái kênh lên đó anh em Ở gài à, bận công việc nên không có có quay clip thường xuyên được nên cái kênh nó cũng hơi tụt tương tác ha thì em cũng à, cố gắng sắp xếp công việc để em quay cho anh em mình nhiều clip hơn có thể là những cái clip nội dung nó cũng sẽ xây dòng tại mình làm kiển mà anh em nó sẽ xây dòng nội dung thôi nó không có gì mới mẻ chứ đâu phải đi như đi du lịch đi khám phá rừng núi gì đâu mình làm kiển mà Ha, à, rồi em cũng cảm ơn cô chú anh chị em mình thêm một lần nữa nha.